Chị Ni vừa mới chia sẻ lên trang cá nhân của chị Ni á, về cái chuyện mà có một cái anh này, ảnh tên là anh Đờn nha, anh Đờn Di Teo. Thì khi mà bị mời lên á, thì mới biết trước đây là anh Đờn từng có một tiền án về tội hấp diêm, và không phải là hấp diêm bình thường mà là hấp diêm trẻ em đó mọi người. Thì cái hành động hấp diêm đã là một cái hành động mà nó vô cùng kinh tởm á, và đặc biệt nó sẽ còn kinh tởm hơn rất là nhiều khi cái đối tượng mà anh ta hấp diêm lại là trẻ em. Bởi vì á, những mà trẻ em như vậy đó, một khi mà đã bị cái hành động đó thì đó sẽ là một cái vết thương nó sẽ không bao giờ phai, và ngay lập tức thì cái người trẻ em đó đó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất là nghiêm trọng, và nó sẽ ám ảnh cho đến suốt cuộc đời luôn đó mọi người. Chí Cảnh nghĩ rằng đó là một cái hành vi nó rất là kiểu nó không có giáo dục á, làm và một người không có giáo dục và đặc biệt không có đạo đức thì mới đi thực hiện cái hành vi đó, đúng không mọi người? Nhưng mà cái anh Đoàn Retail này đó, khi mà ảnh lên livestream á, ít nhất 2 lần ảnh đã gọi tên Chí Cảnh rồi, và trong những cái lần mà ảnh gọi tên Chí Cảnh á, thì ảnh tỏ ra ảnh là người có ăn học, ảnh là người có văn hóa. Ảnh chửi Chí Cảnh á, ảnh nói Chí Cảnh á là một cái người nói chuyện không có văn hóa, coi như là ảnh nói á là khi mà Chí Cảnh gọi tên cái bà mà bánh tét Phương Anh á, bởi vì cái bà bánh tét Phương Anh á thì mọi người có biết cái miệng của bà như thế nào chưa? Cái miệng của bà son sỏn son sỏn son sỏn, trong khi bà nói Hồng Loan thế này thế kia, bà nói quá trời luôn mà không có một cái cơ sở gì hết. Cho nên Chí Cảnh mới lên tiếng dạy dỗ cái bà bánh tét Phương Anh. Thì ngay lập tức cái anh Đờn Di Teo này ảnh vào ảnh bên giật cái bà mà bánh tét Phương Anh. Ổng nói á là Chí Cảnh là nói chuyện không có văn hóa, rồi ảnh xưng là mày tao đồ này nọ đó mọi người, thì không biết là ảnh có văn hóa dữ chưa he he anh Đờn ghi teo ha. Rồi tiếp tục á là Chí Cảnh cứ nghĩ rằng là chắc là cái anh này ảnh nói chuyện vậy thôi, chứ thật ra là ảnh là một người có coi như là có phẩm chất á mọi người, có đạo đức đó. Nhưng mà không ngờ là mấy bữa nay đó thì nó cho nên mấy bữa nay có lan truyền cái thông tin cái anh này đã từng có một cái tiền án về tội hấp dẫn trẻ em, nhưng mà hiện tại thì do Chí Cảnh chưa có một cái cơ sở, giống như kiểu mình cũng chưa có một cái nguồn nào mà rõ ràng, cho nên bữa giờ Chí Cảnh không có gọi tên anh ta và không có đem cái sự việc này ra. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Chí Cảnh thấy là chị Ni có chia sẻ về cái chuyện mà cái anh Đờn này nè đã từng có một cái tiền án về cái tội hấp dẫn trẻ em, thì không biết là với cái tội danh đó đó thì ảnh có văn hóa dữ chưa ta, một cái người có văn hóa có đạo đức đó, không biết là anh ta có đạo đức dữ chưa ha, có văn hóa dữ chưa khi mà thực hiện cái hành vi đó. Thật ra đó thì với những cái người mà có cái hành vi mà hấp diêm trẻ em đó mọi người, mà nếu như mà trong trường hợp mà đi vô trong kia đó thì cái người mà thực hiện cái hành vi này nè sẽ được những cái anh mà ở trong kia đó sẽ dạy dỗ cho nha, sẽ dạy dỗ, sẽ dợt cho một trận đó, coi như là một trận nên đã đời đó. Thì cái anh này đó thì trước đó đó thì ảnh nói Chí Cảnh đó là coi như là cái con mà bánh tét Phương Anh đó, nó không có nói gì tới Chí Cảnh hết trơn hết trọi á, thì tại sao Chí Cảnh lại đi 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 nói nó? Mà cái ông Đờn Ghi Teo này ông không có biết á, là cái má mà bánh tét này đó, trời ơi, bả nhắn tin bả nói Chí Cảnh hả biết bao nhiêu, rồi bả lên like đồ này nọ đó mọi người đó, mọi người có thấy không? Mà ổng á thì một cái ông mà không biết có nắm được thông tin gì hay không. Rồi tiếp tục á là không biết là Hồng Loan đó có gây cái gì cho ảnh hay không, có làm gì ổng buồn hay không, mà không biết là cái câu chuyện Hồng Loan có liên quan gì tới ảnh hay không. Nhưng mà ảnh vẫn chỏ cái mỏ của ảnh vào đó, mà ổng nói Chí Cảnh là coi như là nhiều chuyện, còn ổng cắt là ít chuyện ha, ít chuyện ha, đúng không mọi người? Mà Chí Cảnh là một người nhiều chuyện, nhưng mà nhiều chuyện đúng, nhiều chuyện đúng có nghĩa là những cái vấn đề mà mình cảm thấy họ không có tốt thì mình lên mình nói. Nhiều chuyện giống như Chí Cảnh là còn có thể dễ cảm thông, đúng không? Còn ổng á là một cái ông nhiều chuyện mà nhiều chuyện không có đúng nào ha. Và cái quá khứ thì là một trong những thứ mà không thể nào thay đổi được, và cái quá khứ của anh ta thì quá tốt đẹp, lên mạng á livestream thì nói giống như kiểu đạo lý á mọi người. Bởi vì hả, Chí Cảnh cảm thấy bên bên phía dê đó thường hay nói đạo lý lắm, nhưng mà càng sâu ra thì trời ơi, người thế này thì không thế này thì cũng thế kia, đúng không? Cho nên á, chị Ni có một cái lời tuyên bố á là qua sự việc này anh tưởng chỉ có anh biết kiện người khác, trong khi anh nghĩ người khác không dám kiện lại anh à. Anh là người có tiền án thì anh phải biết thượng tôn pháp luật.
Đó, có nghĩa là một cái người mà bị tiền án tiền sự á, thì nếu như mà trong trường hợp mà tiếp tục phạm tội á, thì sẽ có rất là nhiều cái tình tiết tăng nặng, chứ không phải là giống như những người phạm tội lần đầu. Và đặc biệt với cái tội hấp dẫn trẻ em là một cái tội mà Chí Cảnh cảm thấy vô cùng mất đạo đức, và nói chung là nó không còn đối với một cái người á, mà phạm vào cái tội đó đó, thì có nghĩa là cái hành vi của họ là một cái hành vi cực kỳ bệnh hoạn luôn đó mọi người em. Tại vì á, trẻ em sinh ra là để được yêu thương, để được nâng niu, để được bảo vệ, chứ không phải là để với cái ông đó ông thực hiện cái hành vi đó. Trẻ em cần được bảo vệ, tại vì trẻ em là tương lai của đất nước, trẻ em là những cái coi như là những cái mầm mầm sống á, để mà xã hội này phát triển, cho nên trẻ em cần được bảo vệ. Còn cái ông nội này á, thì không biết là hết người hay như thế nào đó mà ổng lại có cái hành vi rất là hèn như vậy đó mọi người ha. Và đặc biệt nếu như mà trong trường hợp mà mình là một cái con người mà xấu xa như vậy đó, thì thôi mình im cái miệng của mình đi ha. Trong khi đó mình lên mạng mình quang 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 cái miệng, mình ngồi đó mình phân tích, mà trong khi đó là chỉ cảm thấy cũng có một vài người vô ủng hộ ổng đó mọi người, giống như kiểu mà fan của ổng đó, thì không biết là có phải là fan hấp diêm hay không, hay fan gì mà lạ lùng ghê luôn đó ha mọi người ha. Một người thật sự mà nói không đủ tư cách để lên ngồi trên đó quang 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 cái miệng như vậy, trong khi đó đó bây giờ người ta phát hiện ra cái quá khứ lừng lẫy, một cái quá khứ quá dữ dội của ổng rồi, mà không biết là nên trốn cái mặt đi đâu đó, mà còn trườn lên à, tôi không bỏ cuộc, tôi sẽ quay lại cuộc chơi. Ê, quay lại như thế nào để coi thử sao nha. Cái ông mà ông đờn ghi teo đẹp mặt dữ chưa, đẹp mặt dữ chưa, rồi không biết là bây giờ có vợ có con đâu không ta ha ha. Cái ông đờn ghi teo nè, không biết là bây giờ hiện tại có đang có vợ có con gì không mọi người, hay là cái bản mặt như vậy đó thì chắc là cũng không ai không biết là có ai ưng không nha. Cho nên cái chị nào mà nếu như mà lỡ mà ưng ổng á, thì nên coi lại nha chị nha, nên coi lại coi cái ông này, ông có một cái sở thích rất là lạ lùng đó, một cái sở thích rất là kỳ cục luôn á. Trời ơi là trời, nói nghe nè, nếu như mà ở ở quê á, thì nói chung cũng hơi khó, nhưng mà nếu như ở Sài Gòn á, mà ví dụ như trong trường hợp mà mình bị ế lâu năm đó, mình bị ế lâu năm đó, thì nó có rất là nhiều cái dịch vụ mà để mà giúp cho mình có thể giải tỏa được đó ha, và giá cả cũng không có nhiều đâu. Tại sao lại cái gì mà tồn đến cái mức mà lựa chọn để mà hấp dẫn trẻ em vậy trời hả? Cái ông đờn retail cái gì kỳ vậy má, má hết người má hấp rồi hả? Nếu như trong trường hợp mà ế quá đó, ế quá mà không có thể mà giải quyết được á, đi ra cái cục điện á, đi ra cái cục điện á, tại vì trên cái cục điện thì nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ ha, trong cái cột điện nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ ha. Nếu như trong trường hợp mà không có tiền, nó không có tiền nó đi ra ngoài cái cột điện á, người ta ấy vô làm gì đi cho nó đỡ đỡ tốn kém, mà nó cũng đỡ gây gây hại cho xã hội, mà cũng không ảnh hưởng tới tâm lý của những cái người trẻ em nữa ha. Còn nếu như trong trường hợp mà cái cột điện mà nó chưa có tới đô đó, thì người ta kiếm cái cây á, giống như là kiểu cái cây mà cái cây gì mà cho nó rai rai róc róc đó ha, leo lên tuột xuống, leo lên tuột xuống mấy lần mấy hiệp như vậy đó, nó cũng đã lắm, đã ngứa lắm nha. Anh đờn retail không đủ tư cách để mà gọi tên tôi đâu. Mến chào cô chú anh chị ha, thì bây giờ cũng đã gần Tết rồi, cho nên là hiện tại là Chí Cảnh có bán lăn khử mùi nha. Đây là lăn khử mùi dạng sáp nha, đây là lăn khử mùi của Mỹ đó mọi người, nó cực kỳ thơm luôn đó, nó thơm và giữ mùi trong vòng 48 giờ, rất là thơm. Cái mùi thơm giống như mùi thơm nút hoa như vậy đó mọi người, thì cái này nó phù hợp cho cả nam lẫn nữ luôn nha. Tại vì cái mùi của nó là không phải là một cái mùi quá ngọt hay là một cái mùi quá gắt, nó là một cái mùi rất là sang, cực kỳ sang, phù hợp cho cả nam lẫn nữ luôn. Thì cái này á, là nó không có bị ố áo vàng áo gì cả nha mọi người, mọi người sử dụng vô là không có ố áo vàng áo gì cả, rất là thơm và đặc biệt giữ mùi rất là lâu luôn đó, khoảng 24 tiếng luôn đó ha, cực kỳ thơm luôn. Và nếu như mà cô chú anh chị nào mà thương Chí Cảnh thì ủng hộ Chí Cảnh một cái này ha, để mình có thể sử dụng cho đi làm, đi chơi, đi tiệc đâu đó, rất là tiện lợi luôn đó. Và đặc biệt với cái lăn khử mùi dạng sáp thì nó sẽ hạn chế ra mồ hôi nha, những người nào mà ra mồ hôi thì nó sẽ hạn chế ít lại nha mọi người nha, cực kỳ thơm luôn đó. Cái này có giá là 350.000, cô chú anh chị nào mua thì inbox số Zalo là 0938386787 nha. Mọi người thương em, ủng hộ cho em để em có tiền ăn Tết nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.